Tại Quảng Ngãi vào sáng nay, tại địa điểm giả định là Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành diễn tập các phương án phòng chống khủng bố, đánh bắt con tin. Tình huống giả định được ra sau khi tiếp nhận thông tin có một nhóm đối tượng lợi dụng lúc giao ca của cán bộ chiến sĩ bảo vệ mục tiêu và vào thời điểm ban trưa tấn công vào trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh trộm cắp. Khi bị phát hiện, chúng bắt cóc nhân viên làm con tin. Ngay sau đó, lực lượng phòng chống khủng bố đã nhanh chóng triển khai lực lượng theo phương án đã được duyệt, tổ chức thương thuyết và tấn công bắt gọn nhóm khủng bố, giải cứu con tin, đảm bảo an toàn cho trụ sở Ủy ban Nhân dân. Đây là dịp để các lực lượng tham gia có điều kiện cọ sát với thực tế, sẵn sàng chủ động ứng phó với bất kỳ tình huống mất an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn.